Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Chỉ cần mẹo nhỏ này, nhiệt miệng biến mất trong vòng một đêm, không cần tốn tiền mua thuốc. Áp dụng những mẹo chữa nhiệt miệng này, chỉ thời gian ngắn là bạn khỏi hẳn, các vết loét không còn trắng hay sưng đau nữa. Nhiệt miệng hay có tên gọi khác là loét after là một vết loét hoặc vết rộp nhỏ có màu trắng, vàng hoặc đỏ bao quanh ở vùng miệng. Chúng phát triển trên các mô mềm, niêm mạc miệng, trong miệng hoặc ngay trên nướu. Những dấu hiệu và triệu chứng thường gặp của nhiệt miệng: xuất hiện một vết loét nhỏ, hình bầu dục, có màu trắng hoặc vàng, hoặc xuất hiện một vùng da đỏ gây đau trong miệng. Có cảm giác ngứa râm ran trong miệng, đau miệng, ăn thức ăn, đặc biệt là đồ mặn, sẽ cảm thấy xót, đau, khó chịu. Đôi khi xuất hiện những vết loét lớn, bùng phát nhiều vết loét trong miệng, đau bút, sốt cao, thậm chí là tiêu chảy, phát ban, đau đầu. Dưới đây là cách chữa nhiệt miệng đơn giản bạn có thể tham khảo. Chuẩn bị nguyên liệu cho cách trị nhiệt miệng: lá bàng non hoặc lá bàng bánh tẻ, số lượng tùy vào vết thương nhiều hay ít. Trường hợp là miệng do nhiệt, mỗi lần chỉ cần một nắm lá bàng to. Cách thực hiện: bước 1, cho lá bàng vào nồi rồi đun sôi với nước. Sau đó để lửa nhỏ khoảng 10 phút, cho các chất trong lá ngâm hết vào nước. Bước 2, vớt bỏ phần lá tre, lấy một nửa nước mới nấu, cho vào vứt để giữ nóng. Cho nước còn lại chờ ấm thì ngậm. Lưu ý với bài thuốc trị nhiệt miệng: trong những ngày trị nhiệt miệng bằng ngậm lá bàng, miệng răng các bạn sẽ bị vàng. Bạn đừng lo lắng, do nhựa lá bàng tiết ra bám vào răng, miệng gây vàng răng. Sau liệu trình, điều trị hết nhiệt miệng sẽ hết vàng. Ngoài cách trị nhiệt miệng bằng lá bàng, bạn cũng có thể tham khảo các cách sau cũng rất hiệu quả. Mật ong: dùng mật ong nguyên chất bôi lên vết nhiệt miệng và giữ yên vài giờ rồi xúc miệng lại. Mật ong có tính chất khử khuẩn, tiêu diệt vi khuẩn rất tốt, giúp hồi phục vết thương nhanh hơn. Nước muối: muối có đặc tính chống viêm, có thể làm giảm viêm. Thêm một ít muối vào nước ấm và xúc miệng. Nước khế: quả khế chua còn là bài thuốc rất hiệu quả cho các bệnh về lở loét, viêm họng, nhiệt miệng. Dùng 2 đến 3 quả khế, ra nếp rồi đun sôi với một chút nước vừa đủ để nguội, ngậm nuốt dần nhiều lần trong ngày. Nước củ cải: dùng 300g củ cải trắng, giá vắt lấy nước, hòa vào một ít nước lọc, xúc miệng 3 lần một ngày. Dùng bột sắn dây trị nhiệt miệng. Trong đông y, sắn dây còn có tên gọi là két canh, có tác dụng giải nhiệt, giải độc, mát cơ thể, ngăn chặn các tổn thương do nóng gan gây ra như mụn nhọt, lở miệng nhiệt. Đối với những người bị nhiệt miệng thì việc bổ sung bột sắn dây là một trong những cách giúp trị bệnh rất nhanh mà bạn không nên bỏ qua. Mỗi ngày, bạn bổ sung 1 ly nước bột sắn dây pha với nước sôi để nguội. Cách này thường giúp điều trị tận gốc, không tái phát trở lại. Lưu ý khi bị nhiệt miệng: bổ sung thêm các chất dinh dưỡng như sắt, acid folic, vitamin B6, vitamin B12, kẽm. Trong những ngày bị nhiệt miệng, không nên ăn đồ ăn cay nóng, các món nướng và rán, vì những món ăn này chỉ làm tình trạng nhiệt miệng của bạn nghiêm trọng hơn mà thôi. Chế độ ăn nhiều rau xanh, bổ sung nước ép hoa quả, bổ sung vitamin, nghỉ ngơi điều độ, tránh stress để hạn chế cơ thể bị nhiệt.